xin thông báo xe ghế chạm nhận chậm. Quý khách có 30 phút ăn ở về xe cá nhân, sau 30 phút quý khách về xe sẽ tàu quý hành. Hành lý tư trang cá nhân quý khách mang theo trên xe, quý khách tàu bộ quán hoặc áo quán về sau nhà xe không chỉ ít nhận. Để đảm bảo không khí chụp lại trên xe, quý khách vừa làm ăn uống dưới quán không mang đồ ăn có mùi lên xe như bánh bao, bánh mì thịt, cơm hộp và có mùi khét. Khi xuống xe, quý khách không còn mang gì hết theo, nhà xe có giấy phụ trợ viên chức. Sau khi khách lấy biển số xe, biển số xe là 69B00140.